Tên lửa Nga bắn trúng trường tiểu học ở trung tâm Khayyip Tên lửa của Nga đã bắn trúng một trường tiểu học ở trung tâm Khayyip vào rạng sáng ngày 27 tháng 6. Rất may không có thương vong nào xảy ra. Giám đốc của nhà trường, bà Fomitrova cho biết trường đã bị hư hại nặng nề. Bà cũng chia sẻ thêm nhà trường sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho học sinh được trở lại như bình thường, đảm bảo không để học sinh bị mất mát dù phải học trực tuyến hay ngoại tuyến. Một người dân gần đó chia sẻ rằng vào khoảng nửa đêm, tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Nga đã bắn trúng vào trường và tạo ra một lỗ hỏng khổng lồ. Các lực lượng Nga tái pháo kích vào Kyiv và các vùng nông thôn xung quanh nơi mà Kyiv nói là nỗ lực buộc Ukraine phải rút các nguồn lực từ chiến trường chính ở Donbass để bảo vệ dân thường khỏi bị tấn công. Các cuộc không kích bắt đầu vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 6 đã khiến cho Kyiv phải hứng chịu những trận pháo kích nặng nề ngay từ đầu của cuộc xung đột vào hồi tháng 2, khiến phần lớn thành phố 1,5 triệu dân của đất nước trở thành một vùng đất hoang với các tòa nhà đổ nát và mảnh vỡ.